khác hẳn à. Cho nên núi vinh quang thì mình đi theo, nhưng mà núi đau khổ thì thôi xin cảm ơn Chúa, còn đi chỗ khác cho nó thoải mái. Mà không phải chỉ có thánh Phêrô, các anh chị và cả tôi, mình cũng xem đấy mà. Mỗi lần đọc là có dịp để cho mình xét mình thôi, chứ không phải là để phê phán ai cả. Tôi nhấn mạnh một số chi tiết đó, mục đích đó, không chỉ để giải thích đâu, mà để có ý cùng với các anh chị tập cái thói quen sau này mà mình đọc một đoạn phúc âm, đọc chậm chậm thôi, rồi để ý xem à có chi tiết gì đáng lưu ý này, có chi tiết gì tôi nên quan tâm này, cái chi tiết nó diễn tả cái gì. Mình đọc phúc âm mà như vậy đó thì sẽ không giống như đọc tiểu thuyết nữa đâu, và sẽ dần dần mình khám phá ra cái chiều sâu của từng đoạn phúc âm một. Rồi ta đi tiếp nhé. Yếu tố thứ hai là được Chúa đặt tên. Đặt tên chứ không phải chỉ là gọi đâu. Lớp chúng ta có cái lợi là trước khi học tin mừng thì mình đã học cả cái phần cựu ước rồi, cho nên tôi chỉ nhắc thoáng cái là các anh chị có thể nắm được. Thế thì các anh chị nhớ ở trong sách Sáng Thế mình học rồi, trong trình thuật mà Chúa tạo dựng thế giới đó, đại khái sách Sáng Thế mô tả thế này này: Thiên Chúa phân rẽ ánh sáng và bóng tối. Thiên Chúa gọi, gọi đây có nghĩa là đặt tên đó. Ánh sáng là ngày và bóng tối là đêm. Thế rồi ở một chỗ khác đó, Thiên Chúa đặt tên cho cái chỗ cạn là đất, khối nước tụ lại là biển. Chúa đặt tên. Rồi ông Adam á, ông ấy cũng được Chúa ban cho cái quyền đó. Thế cho nên sách Sáng Thế ở chương thứ 2 câu 20 mới kể như thế này: Con người đặt tên cho mọi súc vật, mọi chim trời và dã thú, nhưng con người không tìm được cho mình một trợ tá tương xứng. Ta thấy đặt tên không? Như vậy đặt tên nghĩa là cái gì? Đặt tên nghĩa là có quyền, có quyền trên sự vật. Và cái sự vật đó như thuộc quyền sở hữu của mình. Thế thì Chúa đặt tên cho các môn đệ, có nghĩa là người môn đệ thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thế chúng ta có được Chúa đặt tên không? Hôm qua là lễ Thánh nữ Cecilia. Chuyện kể rằng khi thánh nữ bị đưa ra tòa xét xử, ông quan tòa hỏi rằng tên cô là gì? Thì thánh nữ trả lời: Tên tôi là Cecilia, nhưng tôi có một cái tên đẹp hơn nhiều là Kitô hữu. Thánh nữ Cecilia. Đấy chính là tên gọi mà Chúa ban cho chúng ta. Và khi Chúa đặt tên cho ta như vậy là mình thuộc quyền sở hữu của Chúa. Thuộc quyền sở hữu. Nhưng mà trong thực tế thì không biết là mình có chấp nhận để cho Chúa sở hữu cuộc đời của mình hay không. Đấy mới là vấn đề. Hai yếu tố. Thứ nhất là ở với Chúa. Và thứ hai là thuộc quyền sở hữu của Chúa. Người môn đệ ở bất cứ thời đại nào và trong bất cứ bậc sống nào, dù là giáo dân, dù là tu sĩ, dù là linh mục, nếu mình muốn thực sự là môn đệ Chúa Giêsu, mình phải suy nghĩ về hai điều kiện này. Thứ nhất, tôi có ở với Chúa không? Và thứ hai, tôi có để cho Chúa là sở hữu chủ cuộc đời của tôi không?
Mà hai điều đó nó liên kết mật thiết với nhau. Khi ta càng ở với Chúa sâu xa bao nhiêu, thì đấy là dấu hiệu ta càng để cho Chúa sở hữu cuộc đời mình bấy nhiêu. Thành thử ra bản văn này ngắn ngủi lắm, nhưng nói đến những điều hết sức là căn bản cho đời sống Kitô hữu. Thế bây giờ tôi xin lỗi các anh chị là bởi vì cái số 5 đó nó bị hụt. Tôi sẽ tìm cách gửi sau, rồi các anh chị đọc thêm. Giờ chúng ta sang số 6, tức là ở chương 10. Chương 10 câu 35 đến 45 là một đoạn quan trọng trong tin mừng Marco, bởi vì cho thấy cái đường hướng cứu thế của Chúa Giêsu là gì và người môn đệ đi theo Chúa như thế nào. Chương 10 câu 35 đến 45. Chúng ta đọc từ câu 35 cho đến câu 40 thôi. Lời xin của hai người con ông Zebedee. Hai người con ông Zebedee là Giacôbê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy. Khi Thầy được vinh quang, Đức Giêsu bảo: Các ông không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Rồi, các anh chị để ý cái đoạn ở trên á, trước đoạn mà chúng ta đọc là về cái gì? Loan báo lần thứ ba của thương. Chúa Giêsu loan báo cuộc thương khó và phục sinh, mà loan báo lần thứ mấy? Lần thứ ba. Lần thứ ba rồi, chứ không phải lần đầu tiên nhá. Và Marco mở đầu cái đoạn tin mừng đó là Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Jerusalem. Lên Jerusalem là lên đâu? Đấy, lên đồi Calvario. Và Chúa loan báo cuộc thương khó của Chúa sắp tới lần thứ ba rồi. Vừa mới loan báo xong, hai ông hè nhau xin ngồi bên hữu với bên tả. Mình thử tưởng tượng lại ở trong tâm trí mình coi, thấy cái cách mà Thánh Marco xếp đặt như vậy nó đau đớn như thế nào. Thầy thì loan báo là sẽ bị đánh đập này, bị giết chết này. Con trò thì lo tính ngồi bên hữu với bên tả thì chắc là cũng phó thủ tướng rồi. Lạ vậy. Cho nên cùng đi với Thầy Giêsu trên đường, nhưng trong lòng thì lại không chung một đường. Cùng đi trên đường nhưng mà suy nghĩ hầu như khác nhau hoàn toàn. Mà đấy là đã được Chúa Giêsu trực tiếp dạy dỗ mấy năm trời rồi. Nói như vậy không phải là để trách hai anh em nhà Zebedee, mà là để thấy chúng ta
Cũng vậy thôi, khó lắm. Mình theo Chúa mấy chục năm ấy chứ đâu có phải mấy năm. Đạo gốc ở đây là hầu hết ấy chứ, phải không? Nhưng mà tâm tư của mình có gần với Chúa không thì chúng ta cứ luôn luôn phải xét mình. Thế thì khi mà hai anh em nhà Zebedê đưa ra lời khẩn cầu, tôi có ghi chú cho các anh chị là trong tin mừng Matthew đó, ông Thánh Matthew ông ấy tìm cách giảm nhẹ đi bằng cách là ông ấy đặt cái lời cầu khẩn này vào miệng của bà mẹ, chứ không phải là vào hai ông con mẹ đến xin đùm. Con đã lớn thế mà mẹ lại còn phải đến xin giùm. Thế thì khi hai anh em đặt vấn đề với Chúa Giêsu như vậy thì người mới trả lời: các anh có uống nổi chén mà thầy sắp uống hay chịu được phép rửa thầy sắp chịu không? Chén và phép rửa ở đây có ý gì? Chén có ý nói về cơn hấp hối, và phép rửa nói về cái chết của Chúa. Thầy đem lửa đến thế gian và thầy mong cho ngọn lửa đó bùng cháy lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và thầy mong được hoàn thành. Phép rửa đó chính là cái chết của Chúa. Và trong vườn Gethsemane, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha: nếu có thể được thì lạy Cha, xin cất chén này ra con. Cơn hấp hối. Cho nên Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh chén và phép rửa ở đây để đặt ngược lại vấn đề với hai môn đệ của mình. Và khi họ trả lời là thưa được, thì Chúa Giêsu nói với họ: chén thầy sắp uống anh em cũng sẽ uống, phép rửa thầy sắp chịu anh em cũng sẽ chịu, nhưng việc ngồi bên hữu hay bên tả của thầy thì thầy không có quyền cho. Mà Thiên Chúa chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Cho nên ở đây Chúa Giêsu không có trả lời bằng cái kiểu là có hay là không, ngồi bên hữu hay là không được ngồi bên hữu. Ngài không trả lời kiểu đấy, nhưng Ngài đưa ra